Chào mừng quý vị đang đến với một điểm tin giáo hội hoàn vũ của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Đức Thánh Cha Francisco mừng lễ bổn mạng bằng hành động chia sẻ. Thông báo về thánh lễ đặc biệt tại linh địa Đức Mẹ La Vang. Rất nhiều nữ tu ý qua đời vì virus corona. tin Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mừng lễ bổn mạng bằng hành động chia sẻ. Ngày 23 tháng 4 là ngày giáo hội mừng lễ Thánh Josio Tử Đạo, bổn mạng của Đức Thánh Cha Francisco. Trong dịp này, Đức Thánh Cha đã mừng lễ bổn mạng của mình bằng cách tặng các máy trợ thở cho Romania, Tây Ban Nha và Ý, các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi virus corona. Thánh Giorgio tử đạo năm 303 vì không chịu chối bỏ đức tin trong thời kỳ bách hại Kitô tô giáo. Theo lệnh của Hoàng đế Diocleziano của đế quốc Roma, truyền thống nhắc đến Thánh Giorgio trong giai thoại kể rằng Ngài được Thánh giá bảo vệ nên đã giết chết con rồng ăn thịt người. Đây là biểu tượng của đức tin chiến thắng sự dữ. Trong ngày mừng bổn mạng, Đức Thánh Cha đã trao tặng máy trợ thở và các vật dụng y tế như khẩu trang, mắt kiến và các bộ phận quần áo bảo hộ cho các y bác sĩ làm việc trong các phòng chăm sóc đặc biệt. Các máy thở được Đức Thánh Cha tặng cho Bệnh viện thành phố Susiana, ổ dịch của Romania, cho Bệnh viện tỉnh Lisi, nước Ý, và cho Bệnh viện Madrid, thủ đô Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Konrad Zajoski, tránh sở từ thiện của Đức Thánh Cha nói rằng Hành động của Đức Thánh Cha là một dấu chỉ tuyệt vời. Nó như là cái ôm của Đức Thánh Cha dành cho toàn thế giới trong tình cảnh khó khăn. Tin Giáo hội Việt Nam Thông báo về Thánh lễ đặc biệt tại Linh Địa Đức Mẹ La Vang Đức Tổng Giám mục Du Xe Nguyễn Trí Linh Tổng Giám mục Huế Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam thông báo về Thánh lễ trực tuyến vào lúc 8 giờ sáng ngày Chủ nhật thứ ba Phục sinh 26 tháng 4 2020 tại Linh Địa Đức Mẹ La Vang để cầu nguyện cho mọi người trong đại dịch COVID-19. Sau đây là nguyên văn lời thông báo của Ngài. Anh chị em thân mến, người Kitô hữu Việt Nam có một người mẹ chung đó là đức mẹ La Vang. Tôi tin rằng anh chị em đã chạy đến với mẹ nhiều lần, nhưng một uh, cách chung thì uh, tất cả chúng ta đều chưa đến với mẹ. thì trong cái tâm tình đó thì uh, chủ nhật tới đây tôi uh, sẽ cử hành thánh lễ tại La Vang dĩ nhiên là cũng trong điều kiện cách ly xã hội để tôi mời gọi tất cả mọi người hiệp ý với nhau để xin Đức Mẹ ban ơn che chở cho toàn thế giới và cách riêng cho người Việt Nam của chúng ta được vượt qua những khó khăn của trận đại dịch Covid-19 Thánh lễ sẽ được cử hành vào lúc 8 giờ sáng ở Việt Nam ở bên Mỹ thì khoảng 11 hoặc là 12 tiếng đồng hồ sau tùy theo ở ba còn ở bên uh, Âu châu thì uh, cách Việt Nam 5 hoặc 6 tiếng uh, đồng hồ còn tại Việt Nam thì uh, 8 giờ sáng thì nó cũng thuận lợi để cho anh chị em uh, tham dự thánh lễ vào cái thời điểm đó nó tiện cho uh, sinh hoạt ở trong gia đình Bây giờ à, một lần nữa thì tôi xin kính mời mọi người và tôi cũng xin mọi người thông tin cho người khác là Chủ nhật tới, Chủ nhật thứ ba mùa Phục sinh, Thánh lễ cầu xin ơn bầu cử của Đức Mẹ cho các nạn nhân trận dịch Covid-19 tại Thánh địa La Vang vào lúc 8 giờ sáng. Tôi cũng rất là vui khi tôi mường tượng rằng trước mặt tôi đây thì có đầy đủ anh chị em ở khắp nơi ở các nước hải ngoại rồi ngay cả trong nước nữa. Tin giáo hội ý, rất nhiều nữ tu ý qua đời vì virus Corona. Theo báo Avenir của Hội đồng Giám mục Ý, virus corona không chỉ tấn công các linh mục và các nam tu sĩ, nhưng cả các nữ tu ở Ý cũng đang bị ảnh hưởng nặng nề. Từ khi đại dịch bùng phát, virus corona đã tấn công nhiều nhà dòng ở Ý, gây kinh hoàng nhất là trường hợp 13 nữ tu dòng Palazzolo ở Pergamo đã qua đời vì virus corona đa số các nữ tu này bị nhiễm virus corona trong khi phục vụ tại các nhà hưu dưỡng do các chị coi sóc. Ngoài ra, virus corona gây tử vong cho 8 nữ tu dòng truyền giáo thánh Comboni ở Bergabo, 7 nữ tu dòng các nữ tu công nhân của thánh gia Nazareth ở Bresciano, 6 nữ tu dòng thánh Dorote ở, ở Piacentio, và năm nữ tu dòng khôn ngoan ở Sanremo, đặc biệt năm nữ tu y tá dòng Đức Mẹ Sầu Bi ở Como và bảy nữ tu Đa Minh Chân Phước Imenda ở Bologna là những trường hợp tử vong mới nhất do đại dịch Covid-19 gây ra. Con số nhiều nữ tu trong cùng một cộng đoàn qua đời thật sự gây lo ngại, như trường hợp năm nữ tu y tá dòng Đức Mẹ Sầu Bi một dòng được thành lập hơn 150 năm và điều hành bệnh viện Vandus. Sáu chị khác trong dòng cũng bị nhiễm virus khi đang dẫn thân trên tuyến đầu chống dịch bệnh. Hai chị đang trong phòng chăm sóc đặc biệt. Mục điểm tin giáo hội Hoàn Vũ của trang thông tin giáo phận Phú Cường đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những bản tin lần sau